Hãy
Lễ chào các vị quốc gia Việt Nam. Xin chào. Bắt đầu. Thank you.
Quý thưa quý vị, lễ khai mạc đã chấm dứt. Ở đây chúng tôi xin phép kính mời ông Thái Tử Kỳ Đức trong ủy ban công trình thời đại Đức Thánh Trần. Thưa quý vị lãnh đạo thành các thông báo, thưa toàn thể quý tín hữu, thưa toàn thể đồng hương có mặt ở hôm nay một ngày thật đặc, chúng ta khởi công để bắt đầu xây cái nền cái móng để đồng lãnh đạo ở đại thắng muôn nguyên. Và trong giai đoạn này, đất nước chúng ta đang rơi vào tay Trung Cộng trên mọi mặt, về kinh tế, về cả lãnh thổ. Do đó, với hồn nhiên trong núi, với sự an ninh của Đức Thánh Trần, khi chúng ta an vị Ngài ở đây thì chắc chắn Ngài sẽ đủ tiền cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi cái tai ách cộng sản và để giữ gìn giang sơn tổ quốc. Hôm nay buổi lễ động thổ khởi công, chúng tôi sẽ bắt đầu trao cái phần của quý vị và các bạn trong đơn thường về những điều gì tâm linh tặng tự ngài. Nhưng mà đây là một hành động đấu tranh để khuyến khích toàn dân trong nước noi gương theo ngài, có trách nhiệm với toàn dân đất nước để bảo vệ giang sơn. Và đặc biệt đối với những người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại này, đối với những người mà thờ ơ với định mệnh đất nước thì nhìn lấy cái gương của ngài để mà noi theo, đây là một việc làm hết sức cần thiết và có tác dụng vì chất trị rất lớn lao đối với người dân trong nước đang trong gọng kêu của chế độ cộng sản. Một lần nữa, chúng tôi rất hân hoan và cảm động cái việc làm ngày hôm nay. Và chúng tôi nghĩ rằng thế hệ chúng tôi sẽ qua theo thời gian và thế hệ thứ hai, thứ ba, con cháu của chúng ta sẽ nhìn thấy một dân tộc nước thiên ngang ở trên đất khách. Lên làm nghi thức tất nguyện. Xin mời được sư Nghĩa mời những người nào và sư Nghĩa rất cần mời. Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần, kính lạy quan đương niên, kính lạy các tôn thần bản xứ. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm Giáp Ngọ, nhằm ngày 16 tháng 8 2014. Tại Lilla, Sài Gòn, Westminster, California, thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản, trên đại lộ Bôn Sa trong khu Hà Nội Plaza, chúng tôi, cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, cùng với các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tị nạn cộng sản, thành tâm thiết bày hương án với hương đăng, hoa quả, trà rượu và lễ vật. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt, kính các chư vị linh thần cuối mong soi xét và cho phép được động thổ để xây dựng tượng đài Đức Thánh Trần. Chúng tôi thành tâm kính mời ngài Kim Liên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, ngài Bản Cảnh Thành Hoàn chư vị đại vương, ngài Bản Sứ Thần Linh Thổ Địa, ngài Địa Chúa Long Mạch Tôn Thần và các thần linh cai quản ở khu vực này đồng lai giáng hạ trước án, chứng giám cho lòng thành thụ hưởng lễ vật mà độ trì cho chúng tôi được mọi chuyện thuận lợi, công việc hanh thông, âm phù dương trợ,
sợ nguyện tòng tâm. Chúng tôi lại xin phổ cáo với các vị tiên chủ, hậu chủ và các vị hương linh, cô hồn, y thảo, phù mộc ở khu vực này, và xin mời đến đây thủ hưởng lễ vật, phù hộ chúng tôi công việc xây dựng được thành công viên mãn, mọi người được bình an. Tâm thành khấn nguyện, kính dân lễ bạc, cúi xin chính giám. Hiện với đồng hồ ngay bây giờ, xin mời quý vị anh em nào có cần xin lấy hộ cái chiếu. Chúng tôi xin phép được giới thiệu một số quý vị quan khách. Trước hết về phía cộng đồng, chúng tôi nhận thấy có ông chủ tịch hội đồng đại diện là luật sư Lê Xuân Nghĩa, chủ tịch hội đồng giám sát là ông Nguyễn Mạnh Trí, quý vị giáo sư Nguyễn Hồng Liên, giáo sư Lê Trung Khảo, và quý vị hai quý vị đại diện cho tôn giáo là hòa thượng Thích Thiên Trí và hòa thượng Thích Minh Nguyện trong hội đồng liên tôn. Về phía quân đội, chúng tôi thấy có giáo sư Nguyễn Xuân Vinh của tập thể cựu chiến sĩ Việt Nam, ông Nguyễn Trần Quang An và ông Nguyễn Văn Đức. Về phía quan khách ngoại quốc, chúng tôi xin mời anh Khanh giới thiệu dùng. Chúng tôi nhận sự tình nhiệm của các quý nhân sĩ về địa phương, gồm có nước thị trưởng của thành phố Westminster cả đất ký, nghị viên của thành phố Westminster Sergio Contreras, nghị viên của thành phố General Chris Van, thị trưởng thành phố Tampa Valley Michael Võ, chủ tịch giáo dục tập hội đại học cộng đồng Rancho Santiago có thời gian cho lâu yêu, ủy viên sở vệ sinh Mức Đôi City thay là Diệp Tiên Trường. À, chúng tôi không quên giới thiệu cái người quan trọng nhất là người đã cho chúng tôi sử dụng cái khu đất này để dựng đức thánh tượng là ông Nguyễn Ban, chủ tịch giám đốc trung tâm thương mại Hà Nội Plaza, và một vị mạnh thường quân ở danh nữa đó là bà quả phụ của thủ tướng Lê Trung Trực của hội không quân. Xin mời bà là người mà, xin thưa quý vị, là người mà đã trang trải tất cả những chi phí trong việc xây dựng cái bệ thờ. Và đây là con trai. Dạ vâng, và đây là con trai của bà. Vâng, để hỏi bất kỳ giờ của quý vị, nếu mà chúng tôi mà giới thiệu thì đến tối mới hết được quý vị, chú phép quý vị có sự sơ sót xin thông cảm. Và xin mời lễ động thổ phần thứ nhất là xin mời ủy ban dựng tượng đài Đức Thánh Trần, gồm có ông thị trưởng Tạ Đức Trí, hòa thượng Thích Minh Trí, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Phan Thị Nhơn, ông Nguyễn Bang, ông Dương Biên, ông Hứa Trung Lập, ông Bùi Thế Pháp. Xin mời quý vị cùng cầm thẻ để làm lễ động thổ. Xin mời quý vị. Chút nữa cái phần mà quý vị ở bên thành phố là phần tuần sau. Cái này là quý vị ở trong cái ủy ban, cái này quý vị ở trong cái ủy ban xây dựng trong cái thanh trần. Dạ. Còn quý vị dân gửi đến quý vị. Xin mời. Rồi xin mời các bạn chuẩn bị, 1, 2, 3. Chúng tôi xin trân trọng kính mời thị trưởng, the mayor của City of Westminster, Trại Đức Tý, Council Member Sergio Contreras,
Councilmember Philip Dandro, Chris Fan, the Mayor of Town Valley, Michael Barr, the Trustee of the San Ranger Center, the Community College, Chris Fan, the Lawyer, and the Urban City of Cookway City, the Pinto. Ok, thì chúng ta chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Từ mấy ngày có đào nổi cái đất này không? Ok, cảm ơn tất cả quý vị. Thank you so much. Là chúng tôi xin tạm ngưng hoạt động tổ và xin mời ông thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Chí có đôi lời trong dịp lễ khánh Long Thổ. Xin mời ông Tạ Đức Chí. Chúng tôi được biết rằng là thị trưởng Tạ Đức Chí và vị viên cho Tạ Đức có đem tới món quà cho ủy ban. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị trưởng thượng, quý vị của các tổ chức hội đoàn cùng tất cả quý đồng hương, hôm nay chúng tôi rất là vinh dự và hãnh diện có mặt với tất cả quý vị để chúng ta làm lễ động thổ xây dựng tượng đài Đức Trần Hưng Đạo. Lịch sử Việt Nam cho thấy Đức Thánh Trần đã 3 lần đuổi giặc Nguyên và đã làm cho giặc phương Bắc phải kinh sợ. Ngài là cái người mà tạo sự đoàn kết cho dân tộc Việt Nam. Trước khi Ngài mất, Ngài đã chia sẻ lại tâm tư của mình cho vua Trần Nhân Tông, lấy dân làm gốc. Cái sự đoàn kết, tư tưởng đoàn kết và tinh thần chống giặc ngoại xâm của Hưng Đạo Vương làm cho dân tộc chúng ta hãnh diện, bờ cõi của chúng ta đã được giữ vững biết bao nhiêu ngàn năm. Và lễ động thổ ngày hôm nay rất là có giá trị với lại tập thể người Việt cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại, với tinh thần đoàn kết, lấy dân làm gốc và niềm tin và sự tranh đấu của tập thể người Việt tại hải ngoại và đồng bào trong nước. Chúng ta hy vọng Việt Nam sẽ có tự do và dân chủ trong tương lai. Cảm tạ tất cả quý vị.